Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Chư C Channel. Sau đây xin mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin hôm nay. Và tôi là Tâm Mai, MC ảo của kênh Chư C Channel. Thưa quý vị và các bạn, theo báo Gia Lai đưa tin, đang chơi đùa trước nhà, cháu bé 4 tuổi tại xã Ích Cờ Riêng, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, đã bị dòng nước lớn cuốn trôi. Lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tích cực tìm kiếm nạn nhân bị mất tích. Chiều ngày 30 tháng 7, trên địa bàn huyện Đức Cơ đã xảy ra mưa to cục bộ. Lượng mưa lớn đã kéo theo nhiều dòng nước chảy xiết gây nguy cơ mất an toàn cho người dân. Khoảng 16 giờ 30 phút, sau khi trời đã ngớt mưa, cháu cờ Pui Đông, sinh năm 2017, làng Bờ Lưu Ca, xã Ích Cờ Riêng, đã ra trước cửa nhà chơi thì bị dòng nước từ kênh thoát nước bên đường cuốn trôi. Theo nhân chứng tại hiện trường, Cháu đông bị nước cuốn rất nhanh và có dơ tay vùng vẫy. Một số cháu nhỏ trong làng nhìn thấy gọi người lớn hỗ trợ nhưng cháu đông đã bị cuốn mất tích ra dòng suối Ikriang. Được biết, cháu đông ở nhà với chị gái. Cha mẹ đi làm công nhân tại tỉnh Bình Dương chưa thể về Gia Lai vì tình hình dịch COVID-19. Ông Vũ Mạnh định chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ cho biết, sau khi nhận được tin báo, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các lực lượng của Ủy ban nhân dân xã Ikriang, công an huyện với hàng trăm người khẩn trương triển khai các phương án tìm kiếm dọc theo con suối Ikriang. Công tác tìm kiếm cứu hộ được triển khai suốt đêm nhưng gặp rất nhiều khó khăn vì ban đêm tiếp tục xuất hiện mưa, nước ở nhiều nguồn đổ về khiến dòng suối chảy xiết. Lực lượng của tiểu đoàn huấn luyện cơ động, bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Gia Lai cũng đã tham gia cùng huyện tìm kiếm cháu bé trên lòng suối. Ông Định thông tin, cũng theo chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ, ngay trong tối ngày 30 tháng 7, lực lượng chức năng đã dùng lưới B40 để rào chắn dòng nước tại khu vực cầu Y Cờ riêng để đề phòng phương án cháu bé sẽ trôi đến đây điểm cầu y cơ riêng cách khu vực cháu đông bị cuốn trôi khoảng 2 km. Trước đó, trên địa bàn huyện đã xảy ra một số vụ đuối nước thương tâm và Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã ra nhiều văn bản, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn tăng cường cảnh báo người dân. Hàng trăm người dân cũng túc trực hai bên bờ để chờ đợi kết quả của công tác cứu hộ với hy vọng điều thần kỳ có thể đến với cháu đông. Anh Cờ So Xuyên, làng Bờ Lâu Ca, buồn bã nói, nhà cháu đông rất nghèo. Cha mẹ cháu đi làm công nhân ở Bình Dương, giờ cháu ở nhà bị nạn thế này mà không có cha mẹ tội lắm. Sáng sớm 31 7, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Gia Lai cũng đã cử 15 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện kỹ thuật tham gia công tác tìm kiếm. Trung tá Đậu Văn Huy phó trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chia sẻ, dòng suối hẹp, nước lớn với tốc độ nước chảy nhanh bởi địa hình dốc khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều trở ngại. Bên cạnh đó, lượng nước có sự thay đổi lớn nên khó nhận định dòng chảy, Dòng suối có nhiều cây cối mắc kẹt bên bờ và hốc đá nên khó xác định nạn nhân bị mắc kẹt hay đã bị cuốn trôi xuống hạ nguồn. Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường vào sáng ngày 31 tháng 7, hàng trăm người đang tiến hành ra soát dọc theo chiều dài 6 km của dòng suối. Các lực lượng tập trung vào khu vực cháu bé có thể bị mắc kẹt như ở ven bờ. Các thợ lặn của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng được huy động tìm kiếm tại khu vực thác ít cờ riêng. Đây là điểm cách nơi cháu bé bị cuốn trôi gần 2 km với mực nước khá sâu và có nhiều cây cối thác nước có nhiều hốc đá hiểm trở nên có khả năng nạn nhân sẽ bị mắc tại đây. Được biết, suối Yê Cơ riêng chảy qua địa phận huyện Đức Cơ sau đó sẽ hòa vào dòng sông Ider Giang chảy ngang quốc lộ 14C theo hướng về huyện Trực Bờ Rông. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hãy đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những thông tin nổi bật về các lĩnh vực kinh tế, tài chính, bất động sản trong ngày còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau